Thì một cái OKR như thế nào được tính là một cái OKR tốt? Một cái OKR tốt á, này chị mới copy rồi chia xuống này, thì nó sẽ là một cái là có tính chất định lượng, tức là nó phải có số. Tức là kể cả cái việc khi mà các bạn làm về admin đi, admin cho một công ty đúng không? Admin là một cái người, ví dụ chị nói chuyện là bây giờ cái chuyện của Thương đi, là Thương sẽ là cái người quan tâm nhân viên trong công ty này, Thương sẽ là người tính lương cho các bạn này, Thương sẽ là người lên timeline cho những cái dự án này nọ, tức là Thương sẽ làm những cái việc không có tên. Nhưng mà thực ra không phải, thực ra mình vẫn phải gọi tên nó ra, mình vẫn phải tính được rằng là Thương có đang làm việc hiệu quả hay không, bằng những cái ví dụ như rằng là quay trở lại những cái đầu mục là Thương làm việc đầu tiên là kết nối những cái bạn trong member trong công ty, gọi là chỉ số nhiều chuyện của Thương ấy. Thế thì Thương phải phải biết được rằng là nhân viên có đang hạnh phúc làm việc ở đây hay không, hay là nhân viên đang quạ ở đâu, thì đó mới là một cái người master làm trong cái lĩnh vực gọi là HR trong trong nhà ấy, admin ở trong nhà ấy. Đấy, thì thành ra mình vẫn phải tính được đó, đó là, tức là cảm giác là định tính đúng không, chỉ số hạnh phúc này nọ, nhưng mà cuối cùng nó vẫn phải định lượng. Thương vẫn phải phải sâu ra được rằng là đúng rồi, em vẫn phải sâu ra được rằng là em hiểu được tâm tư tình cảm, hiểu đến đâu, hiểu sâu không. Tức là mặc dù nó là một cái câu chuyện về định tính, gọi là bởi vì nó là tình cảm mà, nhưng mà mình vẫn phải tính ra được rằng là họ hạnh phúc hay không. Đấy, họ hạnh phúc ở chỉ số nào. Thì chắc là chút xíu nữa xong chị sẽ show cho các bạn một cái report về cái chuyện là khi mà cái công ty của chị làm á, nó sẽ làm xong, release xong một đợt là khoảng tầm 1 tháng 2 tháng, nó sẽ có một cái feedback, nó sẽ có một cái Google Form, nó sẽ xem rằng là 1 tháng vừa rồi ấy, mày làm việc như nào, rồi mày có cảm thấy rằng là bị ép việc hay không, mày có thấy hạnh phúc hay không. Thì nó sẽ tính ra từng tháng, thì mấy mấy tháng đầu tiên là kiểu management là ăn chửi chết mẹ luôn, nhưng mà mấy tháng sau khi mà lúc management họ biết rằng là ok, nếu mà mình cứ ép việc như vậy, họ cứ làm trong cái gọi là mình cứ ép như vậy họ vẫn làm, nhưng mà tới một lúc nào đó ấy, họ sẽ bỏ mình mà đi thôi. Thế là cuối cùng management mới quay lại bảo rằng là ok, nếu mà như vậy thì chúng ta phải giảm cái scope lại, giảm cái scope việc lại để mọi người cảm thấy rằng là mọi người release dễ hơn, đưa sản phẩm ra thị trường dễ hơn, hạnh phúc hơn. Đấy, thì cũng là một cái cách tính. Mình nhiều lúc định tính mà mình suy nghĩ, nhưng mà mình vẫn hỏi để mình ra được một cái định lượng. Thì tất cả mọi chỉ số nó đều phải tính ra định lượng, thì lúc đó nó mới được tính là một cái OKR tốt. Thì ví dụ như rằng là ví dụ chị nói là team marketing như chẳng hạn ha, thì mình sẽ phải có rằng là ví dụ mỗi cái bài bài bot, chị thấy ví dụ rất là thực tế của các bạn đi, là các bạn đang tính cầm bê giữa các cái bài bot là có tương tác mấy ngàn thì nó rất là dễ để xem luôn, thì nó gọi là định tính ha. Nó phải cụ thể với định tính, chị nghĩ là nó gần 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 giống nhau, cụ thể là nó đánh vào một cái đối tượng nào đó ha, rồi làm rõ tính sở hữu, tức là ai sẽ là cái người mà sẽ làm cái chuyện đó, rồi có thể kiểm tra được thường xuyên. Tức là sao kiểm tra được thường xuyên, là nó sẽ gọi là tính transparency. Sau này các bạn nếu mà đi làm nhiều ấy, thì nó sẽ tính là transparency, tức là hiện tại chị thấy Codesec đang gặp một cái điểm yếu rằng là các team đang không biết rằng là team còn lại đang làm con què gì trên đời, nên là nó rất khó để mà các team hỗ trợ với nhau, và rất khó để mà các team hỗ trợ và giống như rằng là ví dụ như bây giờ hôm qua chị mới đi một cái sự kiện đi chẳng hạn, tức là chị được nhận một cái email, xong rồi tự nhiên chị đi sự kiện, xong rồi về, xong rồi chị yêu cầu team marketing bot một cái sự kiện lên. Thực ra nó không có make sense, nó phải rằng là ok, chị Nhung sắp đi một cái sự kiện, chị Nhung sẽ thông báo cho team marketing, marketing sau đó marketing lên bài, rồi marketing bảo rằng là chị Nhung đang sắp đi cái sự kiện này để mình làm truyền thông cho nó dễ mà. Tức là các team ở đây á, nó đều phải liên kết với nhau. Xong rồi sau đó là mình sẽ gọi là mình nói chuyện với nhau thường xuyên để tất cả những cái thông tin nó trong suốt á, thì nó mới phát triển nhanh được. Và hiện tại á, là hầu hết tất cả các công ty á, thì nó đều làm remote hết, cho nên cái chuyện mà transparency á, nó rất là quan trọng. Và một cái objective nó transparency nó lại càng quan trọng hơn nữa, tại bởi vì sao, tất cả các team không làm việc độc lập. Ok, chị ví dụ như là team marketing sẽ không bao giờ làm việc độc lập của mình trên marketing, mà team marketing làm việc chung với team training, làm việc chung với lại team admin. Cho nên là cái chuyện mà mình transparency là cái chuyện mà mình thanh tra kiểm tra lẫn nhau, cái chuyện mình thấy được chuyện gì nó đang xảy ra giữa các team, nó rất là quan trọng.